Xin chào mọi người. Hôm nay bọn mình sẽ thử cùng nhau lẩu sườn xôi Oh My Chi. Xôi thì thật ra đã không còn là một trend mới nữa, bởi vì mình là một tín đồ mukbang nên mình xem rất nhiều. Hình như là nó vốn là nó bắt đầu ở Trung Quốc, nhưng mà tới gần đây thì mình mới được phát hiện ra sau khi lướt TikTok. Learn on TikTok hashtag. Mình mới phát hiện ra là gần đây Oh My Chi đã cho ra mắt một sản phẩm gọi là lẩu tự xôi. Lẩu tự xôi bắp bò riêu cua. Thì là mình đã hop on the trend ngay và đặt hàng. Nhưng mà mọi người nên đặt hàng, gọi là thấy hàng phát nên đặt, bởi vì nó hết hàng rất nhanh. Mình và Phan Anh đã đặt 2-3 lần, đến hôm nay thì nó mới về. Hôm nay Milo sẽ cùng đi với chúng ta, mặc dù thì ngày hôm nay ngoài việc thử mì Oh My Chi lẩu tự xôi thì bọn mình sẽ đổi vai vế trong vòng một bữa ăn. Đổi vai vế là thế nào, mọi người sẽ đặt câu hỏi. Bình thường trong mối quan hệ này, Phan Anh luôn nắm quyền kiểm soát và mình quá tức giận với điều này, nên ngày hôm nay mình quyết định đổi vai vế để bắt nạt Phan Anh. Hoặc là ngược lại. Hoặc là ngược lại. Bắt đầu từ giây phút này thì mình mình sẽ phải hành xử giống như Phan Anh hay làm với mình. Phan Anh sẽ phải hành xử giống như mình làm Phan Anh, và ai là người kia cười nhiều hơn thì người đấy sẽ thắng. Ok chưa? Thì được cái gì? Thắng thì phần thưởng là không phải rõ. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu thôi. Cầm cái đĩa lên đi. Cầm cái đĩa lên. Trò chơi đã bắt đầu rồi. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay lẩu tự ủi to đấy. Ồ, tên tên tên. Bắt đầu từ bây giờ, anh mà làm em cười hay em mà làm em cười sẽ tính được một điểm nhá, được chưa? Ok. Được đấy. Lẩu tự xôi nhá cả nhà. Ừ. Một điểm. Ơi, một cười. Một điểm. Mình đâu có một điểm nhá cả nhà. Bữa ăn không healthy cho lắm. Hôm nay coi như là cheat meal của bọn mình. Honestly, no. Trông vào. Ôi, buồn cười. Đừng rộng lại. Hôm nay không có hứng. Bỏ ra. Tại vì bình thường em hài hơn nên là anh mới làm như thế. Anh nhạt nhẽo một chút thế không? Em không thắng được anh. Có chơi có chịu. Shut up. Hai điểm. Nhưng mà anh không phải chơi. Nhiều em vẫn cười. Nhưng mà em không biết là lẩu tự xôi này sẽ hoàn thành việc xôi của mình trong thời gian là 10 phút. Có một cái thìa. Em ăn. Năng lượng là 739,1 calo. Nếu vô tình ăn phải hóa chất trong gói tự xôi, không tiến hành nôn. Không tiến hành gây nôn. Cẩn thận đấy, đây rất phải cẩn thận. Đây là sản phẩm được sản xuất và dành riêng cho thị trường Việt Nam, không dành cho xuất khẩu. Hạn sử dụng 5 tháng kể từ ngày sản xuất. Để nó đây, để ông ăn. Để nó đây nguy hiểm. Đầu tiên là ta sẽ có một cái hộp. Ta sẽ có một cái đôi đũa cùng một chiếc thìa này. Đây là cái để lẩu tự xôi này. Đây là cái để cho gói tự xôi lại này. Còn đây là chúng ta khay mà mình sẽ ăn. Trong đấy sẽ có một gói tôm gia vị lẩu. Nó sẽ có số để mình sẽ làm theo số. Vậy à? À, và nó có hướng dẫn ở trên luôn là mình phải làm gì. Đưa số 1 cho anh. Đầu tiên là mì. Chúng ta sẽ bóc mì nha cả nhà. Đây là loại mì khoai tây. Nguyên liệu không có bột mì, không có tinh bột khoai tây. Quả khá là thơm như thế này. Có muối, dầu đậu nành, chất ổn định, nước mắm, chất điều vị, chất hữu hóa, chất chống oxy hóa, chất tạo màu tổng hợp. Ở trong cái gói mì này, từ lọ. Ta có topping bao gồm tàu hũ, ki sấy. Là gì? Tàu hũ ki đó. Là tàu hũ ấy. Đậu hũ chiên sấy, mồng tơi sấy, hành lá sấy, ngò hai sấy. Số 3, bắp bò và nấm. Smells good. Trong này sẽ có sườn, sườn sụn heo, ba chỉ bò, nấm tàu ngư, bắp bò, chất điều vị, đường, muối, nấm, nấm đông cô, đầu chiên, hành tím. Wow. Chiết xuất nấm men, nước mắm, bột tiêu, bột giấm và cần tây. Thơm nhá. Thơm nhá. Phải nói Rồi, tiếp. Tiếp theo sẽ là sốt gia vị lẩu.
nhiều hơn chua chua. Thuốc gia vị lẩu sẽ có nước, gạo, đường, muối, mắm tôm, chiết xuất nấm men, rất nhiều vị bột cua gia vị. Càng lớn lên thì mình thấy là những cái thông tin ở đây nó vô cùng là informative. Nó sẽ cung cấp cho mình rất là nhiều kiến thức mới. Và mình sẽ biết được là trong những món này người ta cho những cái chất gì để có thể bảo quản được món ăn. Số 5, sốt cà chua. Có phải mùi đặc trưng của ba chiên với sốt bình thường không? Đó chỉ mùi cà chua. Trong sốt cà chua sẽ có dầu cọ, hành tím, cà chua, nước mắm, ớt, hạt điều màu, hương liệu, tổng hợp, giống tự nhiên, chất tạo màu, tự nhiên, chất chống oxy hóa. Riêu cua. Trong riêu cua sẽ có cà chua, cua đồng, trứng gà, thịt heo, dầu chiên hành tím, đậu hũ, dầu hạt điều màu, nước mắm, muối, cà chua dặn xệt, rất nhiều vị gạo, đường, tôm khô, mắm tôm, chất tạo màu tự nhiên, hương liệu, tổng hợp. Vậy là mình đã đọc xong rồi. Và chúng ta cũng đã hoàn thành tất cả các bước. Từ từ, phút này quan trọng này. Thành phần của gói tự sôi bao gồm aluminium. Tất cả bình tĩnh, mình sẽ quay trở lại sau ít phút. Calcium oxide 95%, aluminium 20%. Bạn nào mà giỏi hóa thì có thể comment cho mình biết là tại sao hai thành phần này lại có thể làm cho một chất tự sôi nhé. Bởi vì ngày xưa mình không được giỏi hóa cho lắm. Milo nhỉ? Cái này không ăn được đâu. Bỏng mồm nhỉ? Trước khi mà mọi người làm lẩu tự sôi này thì nếu như dưới 16 tuổi, các em nên có sự hướng dẫn của người lớn. Ngoài ra thì cũng nên đọc thật kỹ tất cả những thông tin mà người ta đã dành thời rất nhiều thời gian để viết ở trên này cho mình nhé. Giờ khắc quan trọng. Giờ. À giờ. Giờ hơn khắc. Sau anh sẽ úp này lên ngay lập tức, được chưa? Mập chưa? Từ từ phải cho mập. Úi nào. Bấm cơ đi, đọc phê đấy. Mở lên rồi. Không. Ừ. Không được. Một chút thôi. Không được. Mình vừa mới cho vào mấy giây nó đã sôi sùng sụp sụp. Trong bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức dưa chuột bà là. Đây đúng ăn xoài chua chờ mình mới ớt. Đúng tinh thần người Việt Nam. Vì thức em nhiều. Đừng có động người Anh. Nhời. Nào. Cái gì nữa? Này, em không quá đà như thế. Không anh. Thế à? Đây em thay đổi rồi mà. Giờ đỡ hơn tí. Ăn ở dưới nhất không được ăn ở đây. Có một cái hay là cái chữ ô mai chi này thì trong đấy chữ ô nó khoét ra thì cái hơi nó cũng ra từ đấy luôn. Anh đưa máy đây, em cho mọi người xem. Ra mà lấy. Không giả anh. Một điểm. Hai rồi. Cuối cùng anh có là anh cười người. Mắm tôm mắm trong quần áo rồi. Vứt luôn đấy. Ngồi hẳn xuống. Cho 3 giây. 3 2 1 Bà. Thực ra là cái điểm không quan trọng với em đến đấy đâu. Em chỉ làm ra để test xem thái độ của anh trong tình yêu là như thế nào. 3, 2. Ôi trời, dừng lại đây em anh nha. Dừng sợ rồi. Và sau đây sẽ là giây phút video được ăn lẩu tự sôi. Các bạn nha. Wow. Tự nhiên là I'm gonna try. Khá ngon. Không tệ. Ngon rồi. Mì khoai tây thì vẫn giống cái loại mì mà Omachi thường hay dùng cho mì ăn nhanh của mình. Giống mì dưa cua nhỉ? Nó khá là đấm cua. Tôi đã ăn đâu mà biết. Em là nó hơi nhiều mỡ. Cái nước lẩu ấy. Đấy nước riêu ấy. Mà hơi nhiều mỡ. Nước nhiều, nó nước cua. Nó trong gói cua này. Có thể nó là mỡ. Nó thì ăn này kiểu thật là nó chả có tí protein nào ấy. Đúng rồi, bởi vì protein sẽ thường đắt hơn là carbs. Là một người ăn một cái này thì may ra nó. Không, nhiều quá. Quá ít ý. Ừ.
anh thực sự cần ăn thêm gì đâu. À đó. Tổng kết là mình chỉ ăn 2 miếng, 3 miếng là hết. Đúng không? Ừ. Đúng. Ê, cái nước này mà ăn với cơm. Rồi nhỉ? Quán nữa không? Quán em các bạn nhé. Xin mời cả nhà. Tiếp tài được ăn hết bụng rồi. Phải là lên hình ấy, giữ giá chứ. Không phải đâu, lúc nãy em ăn một quả đào rồi. Xong rồi em còn ăn dưa chuột trước khi anh sang. Và bây giờ là solo bước vào phần ăn. Giống không? Hết sạch. Bình thường 42 bạc à, chắc chốc chét là rúng lợn. Đấy, không được ăn như thế, đấy là rúng lợn này. Thấy chưa? Nhưng mỗi văn hóa sẽ có một... Văn hóa lợn à? Một yêu cầu nhai khác nhau. Giống Milo. Mình cơ bản mình thấy là đây là một trải nghiệm khá là hay. Nhưng mà nó hơi tốt kém. Đúng rồi, 180.000 180.000 đến một hộp này. Thật ra thì nếu mà ăn thử được. Hoặc là nếu mà kiểu đi đâu xa thèm ăn mì hảo hạn, ăn lọc. Hoặc là thèm ăn uống rượu cua, nhiều cái hương vị uống rượu cua. Có thể mua sang nước ngoài. Nhưng mà mình thấy ăn cũng được. Còn bạn là nghĩ sao? Bạn chấm bao nhiêu trên nhỉ? Theo mình thì nếu mà xét về tổng thể cả về giá cả, hương vị, các thứ thì mình sẽ chấm tầm. Có ai cho tấm chấm 6.5/10. Là anh chấm điểm tương đối so với cả giá tiền của nó đúng không? Còn em thì bởi vì mình không phải là một người cái ăn mà mình thấy món ăn này hôm nay ngon. Mình thấy nó ngon nhưng mà ví dụ như nếu như là mình thì mình sẽ muốn nó có một phiên bản healthy hơn, nhiều thịt hơn. Cũng có thể là khó bảo quản hơn bởi vì nó là lẩu tự xôi. Nhưng mà đấy cũng là mong muốn của mình, nó sẽ nhiều protein hơn. Tại vì là trong cái món này thì chất béo nhiều hơn protein. Yeah. Chất đạm là 33.5, chất béo là 39. Tức là một món ăn là mình đã bị hấp thụ nhiều chất béo hơn là chất đạm. Mình nghĩ đấy là lý do tại sao mà Omaichi chưa chính thức gọi là bày bán một cách rộng rãi món ăn này. Nó coi như đây là một loại thử, giống như kiểu một cách test thị trường chẳng hạn. Hoặc là cũng coi như muốn làm cái gì để nó viral. Thì nếu như mọi người muốn thử thì mọi người có thể đặt trên sàn thương mại từ Lazada. Hoặc là có thể lên trên Wikipedia để tìm kiếm thì tại sẽ Wikipedia, có Google tìm kiếm. Là video đến đây là kết thúc. Bây giờ mình sẽ đi ăn tiếp. Bây giờ mình... Đừng có không. Thôi chào tạm biệt mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người những tiết ăn tiếp. Tuần sau bạn cho anh đi rồi bạn tiết ăn gì tiếp theo là ăn ăn. Ê, thì cái chú bé là ăn được măng măng nha.